Trong nguồn ơn thánh dạt dào của Chúa Thánh Thần, các em mạnh dạn thi hành trọn vẹn bổn phận của người Kitô hữu là can đảm giữ đạo thánh Chúa Kitô, hiên ngang làm chứng nhân, hăng say truyền giáo bằng cầu nguyện, lời nói và hành động. Thật là một ngày hạnh phúc và đáng nhớ đặc biệt đối với các em và gia đình các em. Đây cũng là niềm vui của cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Niềm vui thiêng liêng ấy như càng tròn đầy hơn khi chúng ta được đón rước Đức Giám mục Phụ tá Giuse đến thăm mục vụ giáo xứ và cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức hôm nay. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng cầu nguyện thật nhiều cho các em và dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng hướng về phía đoàn rước để đón các em, Đức Giám mục Phụ tá Giuse và quý cha đồng tế tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ.
đường xa, chia nỗi đau phận người, cùng vui với ai cười tươi, bao dung giữa đời, ngợi ca lòng thương xót. Đôi kết nhân loại trong tình yêu bao người chờ mong. Tràn hồng ân tương lai hướng nhìn chào dâng lòng tin mến vâng bước trong niềm vui và tri ân ngài mọi nơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, thánh lễ hôm nay chúng ta dâng với các ý nguyện sau đây. Ý nguyện trước hết là cầu nguyện cho các em nhân dịp các em lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng ta cùng tạ ơn với các em và nhất là cùng với gia đình những người đỡ đầu dâng lời tạ ơn Chúa. Ý thứ hai, chúng ta cầu nguyện theo ý những người xin lễ hôm nay, tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Cả Giuse xin bình an như ý, cầu cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ, Anna Phêrô nhân ngày giỗ, cầu linh hồn Giuse nhân ngày giỗ, các linh hồn Teresa Giuse, ba linh hồn Anna, cầu cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại và các linh hồn. Ý thứ ba, chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn trong nhà hài cốt của giáo xứ. Các ý nguyện mỗi người trong chúng ta có ý cầu nguyện cho người thân chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em,
thân bằng quyến thuộc, ân nhân, thân nhân. Cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời trong cơn dịch bệnh. Bởi vì năm nay là năm thứ ba, nhiều gia đình, chắc hẳn trong giáo xứ của anh chị em cũng có nhiều gia đình mãn tang, cầu nguyện cho người thân của mình qua đời trong cơn dịch bệnh. Xin Chúa sớm đón nhận các ngài về hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ, xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã nhập thế làm người bởi quyền năng Chúa Thánh Thần để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã được sức dầu bằng Thánh Thần để rao giảng tin mừng bình an cho mọi loài. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần để chúng con biết thông hối và hoan cải. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm. Chúng tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin thực hiện lời Chúa đã hứa mà sai Thánh Thần đến với chúng con. Chính Người sẽ ban cho chúng con sức mạnh để trước mặt người thế chúng con trở nên nhân chứng của tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Thiên Chúa đã nói với ngôn sứ Jeremiah, Ngài sẽ sai ông đi làm ngôn sứ cho muôn dân. Ông sợ vì không biết ăn nói, nhưng Thiên Chúa nói với ông, đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi. Đó là nội dung của bài đọc sau đây. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah, thời vua Josiahu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho người thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói, đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán, đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi, coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Đó là lời Chúa. Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy mình chưa tràn niềm vui. Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy mình chưa tràn niềm vui. Từ Si-ôn Chúa dân về, ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ, tiếng cười rộn ra đôi môi, lời hoan ca vang rền cửa miệng. Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy mình chưa chan niềm này. Chư dân to nhỏ với nhau rằng, ôi Chúa làm việc bao lớn lao, Chúa làm việc lớn lao thay, và ta nay vui mừng đấy chàng. Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy chưa chan niềm vui.
vinh quang của Thiên Chúa đã bộc lộ rõ ràng trong trần gian, nơi con một hóa thành người, nơi Đức Giêsu chịu khổ hình và phục sinh. Tử nạn, phục sinh và vinh quang, đó là con đường mà bất cứ người môn đệ nào đi rao giảng tin mừng cũng phải bước qua. Hiệu quả của tin mừng không xuất phát từ người rao giảng, không từ những bình sành. Đó là ý thư của Thánh Phaolô sau đây. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như Chúa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì hoạt động nơi anh em. Vì có cùng được một lòng tin, như đã chép, tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người. Đó là lời Chúa. Bài tin mừng, xin mời cộng đoàn tiếp tục đứng để lãnh nhận phép lành từ Đức Giám Mục. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy
thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa Đức Giám mục Phụ tá Giuse, con xin giới thiệu với Đức Cha, đây là 91 em thiếu nhi đã được chuẩn bị đầy đủ để lãnh nhận bí tích thêm sức. Các em đã được chuẩn bị từ xa, đó là học giáo lý trong vòng 2 năm và đã kiểm tra đầy đủ. Rồi các em đã được chuẩn bị gần là tín tâm, lãnh bí tích hòa giải và tập các nghi thức. Giờ đây các em đã đủ điều kiện để lãnh nhận bí tích thêm sức. Xin Đức Cha ban bí tích thêm sức cho các em. Kính thưa anh chị em, cha xứ của anh chị em bảo đảm và giới thiệu những người sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, và bảo đảm rằng những người này đủ điều kiện để có thể lãnh nhận bí tích thêm sức. Vị giám mục chủ sự hoặc sẽ trình bày về mầu nhiệm thêm sức, hoặc là trình bày các mầu nhiệm giáo lý trong đạo, chủ yếu là nhằm củng cố đức tin cho những người tham dự, và đồng thời cũng mời gọi tất cả mọi người hiệp thông với Tòa Thánh, hiệp thông với Đức Thánh Cha để sống chứng nhân trong cuộc đời Kitô hữu. Ngày hôm nay cha muốn hỏi chúng con một chút, không về bí tích thêm sức. Hồi nãy thú thật, hồi nãy cha định là hỏi về bảy ơn Chúa Thánh Thần, nhưng mà thấy ở trên cung thánh có hết rồi, chắc chúng con thuộc rồi, nên thành ra cha không hỏi về bảy ơn Chúa Thánh Thần nữa, bởi vì có sẵn ở trên này. Nên cha sẽ hỏi một chút về những cái khác về giáo lý không? Xin giúp lễ chuẩn bị nếu có được micro ở dưới để có thể trả lời, các em có thể trả lời. Bây giờ cha đố chúng con ngày hôm nay toàn thể giáo hội chúng ta mừng kính một vị tông đồ. Ai có thể nói cho cha biết vị tông đồ ấy tên gì? Hôm nay mừng kính thánh nào, thánh tông đồ nào? Biết không con? Mời con. Dễ, không có khó đâu. Dạ thưa Đức Cha, hôm nay chúng ta mừng kính thánh Gia-cô-bê tông đồ. Cảm ơn con, giỏi, cảm ơn con. Thánh Gia-cô-bê tông đồ ngày hôm nay, bởi vậy nên anh chị em thấy bài tin mừng và lời Chúa hôm nay là đọc theo ngày lễ của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Trước hết chúc mừng bổn mạng các ông hay là chúng con. Chúng con có ai Gia-cô-bê không? Gia-cô-bê có ai Gia-cô-bê tông đồ không? Giơ tay chúng con thêm sức nè. Mừng lễ những người chọn Thánh Gia-cô-bê làm thánh quan thầy. Rồi bây giờ cha hỏi chúng con, hỏi chúng con, đố chúng con, Chúa Giê-xu chọn tất cả mười mấy tông đồ, ai biết giơ tay? Dễ đâu có khó. Mười mấy tông đồ, mời bé trai, mời con. Dạ thưa Đức Cha, là 12 tông đồ. Cảm ơn con, giỏi, 12 tông đồ, không có khó.
trong đó là một là Thánh Gia-cô-bê rồi. Vậy ai trong chúng con có thể kể được tên của hai hay ba thánh tông đồ? Hai hay ba thánh tông đồ, ai biết, ai có thể kể được vài ba vị thánh tông đồ? Ví dụ như vị giáo hoàng tiên khởi là ai hay đấy? Rồi mời bé trai, mời bé trai con ở dưới. Dạ thưa Đức Cha, là Thánh Andre, Thánh Bartolomeo, Thánh Phêrô. Cảm ơn con, giỏi. Con còn giỏi. Thưa anh chị em, có 12 vị tông đồ là những người được chính Chúa Giêsu chọn. Chính Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ. Không. Rồi bây giờ cha đố chúng con, ai là vị giáo hoàng đầu tiên? Ai là vị giáo hoàng đầu tiên? Mời bé trai. Mời mời con ngồi dưới. Ừ. Vị giáo hoàng đầu tiên là anh ta, mấy cái này giáo lý dễ quá mà. Dạ thưa Đức Cha, là Thánh Phêrô. Thánh Phêrô. Rồi cảm ơn con. Ai là vị giáo hoàng đang hướng dẫn hội thánh, đang thay mặt Chúa hướng dẫn hội thánh hiện nay? Ai là vị giáo hoàng đang bây giờ? Ai biết? Mời bé gái. Mời con. Ừ, con đứng lên cho anh ta biết. Ừ. Rồi cảm ơn con. Ai là vị giáo hoàng bây giờ? Dạ thưa Đức Cha, là Đức Giáo hoàng Francisco. Francisco, cảm ơn con, giỏi. Thưa anh chị em, tôi cũng cố ý gợi lên một vài điểm để mời gọi chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco hiện nay đã 87 tuổi, lớn tuổi rồi. Chắc có lẽ cũng lớn tuổi hoặc lớn tuổi hơn một số người lớn tuổi ngồi trong nhà thờ này. Nhưng mà Ngài vẫn còn phải làm việc. Tại sao vậy? Bởi vì sứ mạng Chúa trao, Ngài vẫn phải làm việc, và làm việc cho tới chết. Vẫn phải làm việc. 87 tuổi mà không được nghỉ, vẫn còn phải làm. Chúng ta là con cái, chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho Ngài, phải giúp cho gánh nặng trên đôi vai của Ngài nhẹ bớt. Trong thánh lễ, mỗi thánh lễ, linh mục cử hành trên khắp thế giới đều có bổn phận mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng. Đó là đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ, chịu trách nhiệm thay mặt Chúa lo cho giáo hội, hướng dẫn giáo hội trong đời sống đức tin. Nên thành ra chúng ta thấy bây giờ Đức Giáo hoàng đố chúng con, Đức Giáo hoàng còn được gọi bằng các tên nào? Ai biết? Có thể biết không? Đức Giáo hoàng còn được gọi bằng các tên nào? Ai có thể cãi được không? Hơi khó chút. Người lớn có biết không? Nếu người lớn không biết thì huynh trưởng phải biết chứ. Huynh trưởng. Thưa anh chị em, chắc có lẽ để chúng ta thấy vị giáo hoàng còn được gọi bằng các tên sau. Thứ nhất là đại diện Chúa Kitô ở trần gian. Thứ hai là vị giám mục Roma, bởi vì Ngài cai quản giáo phận Roma. Thứ ba là người kế vị Thánh Phêrô tông đồ. Thứ bốn là nguyên lý và là nền tảng của sự hiệp nhất của hội thánh. Ngài là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong hội thánh. Thứ năm là người đứng đầu giám mục đoàn. Tất cả các giám mục trên thế giới thì Ngài là người đứng đầu. Và thứ sáu, Ngài được gọi là mục tử của toàn thể giáo hội. Thưa anh chị em, một vài cái tên gọi để chúng ta một phần nào chúng ta cũng ôn một chút, biết một chút. Rồi, bây giờ ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Những người mà kế vị Thánh Phêrô thì gọi là giáo hoàng. Những người kế vị các thánh tông đồ thì được gọi là gì? Ai biết? Mời bé trai. Dạ thưa Đức Cha, là giám mục. Giám mục. Thưa anh chị em, xin anh chị em cũng cầu nguyện, thương cầu nguyện cho chúng tôi là các giám mục. Bởi vì chúng tôi mặc dầu không có khả năng, mặc dầu yếu đuối, mặc dầu thiếu sót thấp
hàng. Nhưng mà chính Chúa Giêsu cho, Chúa Giêsu gọi. Và nhờ sự trợ giúp cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi mới có thể được chu toàn bổn phận mà giáo hội trao phó. Nên nhân dịp này, tôi cũng muốn thay lời cho Đức Tổng Du Sa cảm ơn cha sứ, cha phó, cảm ơn quý chức trong hội đồng mục vụ Tân Cựu, cảm ơn quý tu sĩ nam nữ và cảm ơn tất cả mọi người trong giáo xứ, các đoàn thể. Bởi vì nhờ sự cộng tác của anh chị em với cha sứ và cha sứ, cha phó cộng tác với giám mục, bổn phận được Chúa trao phó cho các giám mục mới được chu toàn. Và bổn phận ấy, bổn phận Chúa trao cho các giám mục là gì? Anh chị em biết không? Chúng còn có biết bổn phận được Chúa trao phó cho các giám mục là gì không? Biết, ai biết không con? Gái biết không? Nãy giờ bên trai trả lời mấy câu rồi, bên gái trả lời ít hơn. Bổn phận Chúa trao cho giám mục là gì? Xin thưa, bổn phận trao cho giám mục là có sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản giáo hội địa phương, và cùng với Đức Giáo Hoàng chăm lo cho giáo hội để rao truyền, loan báo tin mừng của Đức Kitô cho đến tận thế. Thưa anh chị em, bổn phận ấy nặng nề lắm. Và nếu không có sự cộng tác của anh chị em, không có sự cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi không thể nào chu toàn bổn phận được. Nên nhân dịp này phải cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em. Như vậy, chúng ta thấy các giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ. Thánh Đức Giáo Hoàng là người kế vị thánh Phêrô và cai quản giáo hội trên khắp hoàn cầu. Khắp nơi, nơi nào có người tín hữu tụ lại là nơi ấy chúng ta cử hành một thánh lễ, chúng ta tuyên xưng một đức tin và chúng ta sống chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời trần thế. Tất cả mọi người trong chúng ta, và chúng ta hiệp thông thiêng liêng với nhau, dù cho chúng ta là người Việt Nam hay là người Trung Quốc hay là người châu Âu, tất cả chúng ta được hiệp thông với nhau trong cùng một đức tin, và chúng ta hiệp thông với nhau cầu nguyện cho nhau. Thưa anh chị em, đó là lý do tại sao mà trước thánh lễ tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho những người qua đời trong cơn dịch bệnh. Để tôi muốn kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện này, câu chuyện mà tôi đã kể trong dịp Covid, bây giờ tôi kể lại để mời gọi anh chị em cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người qua đời trong cơn dịch bệnh, nhất là những người ở trong giáo xứ của anh chị em, trong gia đình của anh chị em, trong họ hàng của anh chị em. Có hai vợ chồng già cùng đồng hành với nhau gần 60 năm cuộc đời, biết bao vui buồn sớt chia. Trước lễ, hai ông bà cùng đi lễ mỗi ngày. Già rồi, lớn tuổi rồi, con cái lập gia đình hết rồi, bây giờ không có phải đi làm việc nữa, nhưng mà hai ông bà cầu nguyện cho con, cho cháu, và mỗi ngày đi lễ, dục giả con cháu giữ đạo. Và khi dịch xảy ra, tất cả các nhà thờ bị đóng cửa, hai ông bà không còn được đến nhà thờ nữa. Chắc hẳn chúng ta cũng còn nhớ cảm giác của thời gian ấy. Nhiều người đến nhà thờ quen rồi, bây giờ không được đến nhà thờ dự lễ trực tuyến, nhưng vẫn cảm thấy thiếu hụt cái gì đó, bởi vì không được rước lễ. Không được rước lễ. Hai ông bà trong câu chuyện đọc kinh kêu con cháu, bây giờ không dự lễ được thì chúng bay phải dự lễ trực tuyến, không rước lễ được, rước lễ thiêng liêng. Thưa anh chị em, trong câu chuyện kể lại, rồi cả nhà nhiễm bệnh. Mà ngày xưa khi chúng ta biết, khi nhiễm bệnh thì nhà nước sẽ đưa đi cách ly. Trong câu chuyện kể lại, hai ông bà cũng nhiễm bệnh, cả nhà nhiễm bệnh. Ông đưa đi cách ly một nơi, bà bị đi cách ly một chỗ. Con cái, người thì cách ly ở nhà, người thì đưa đến bệnh viện cách ly. Trước kia, hai ông bà nương tựa vào nhau, bây giờ hụt hẫng lầm chuỗi mà nức nghẹn vì thiếu tiếng thưa kinh, thiếu hơi ấm nghĩa tình bao năm tháng. Ở trong bệnh viện cách ly đâu có thánh lễ trực tuyến, đâu có bệnh mà, đâu có được cầm cái gì theo, làm gì có lễ.
chỉ đọc kinh lầm rầm cây dựa vào Chúa mà thôi. Và trong câu chuyện kể lại, ông ở trong bệnh viện cách ly, ông lặng lẽ qua đời, đau đớn vì không gặp được người vợ, đau đớn vì không gặp được con cái, đau đớn vì không có thánh lễ, không có lời kinh đưa tiễn gì cả. Ông hoảng hốt rồi lặng lẽ qua đời. Rồi câu chuyện kể lại, mấy ngày sau gia đình đón tro cốt ông về. Ai cũng đau đớn, ai trong chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được nỗi đau ấy. Đưa bố đi, đưa ông đi cách ly, mà không ai ngờ rằng chỉ hơn một tuần sau đưa về là hũ tro cốt lạnh lẽo. Trong khi ấy bà còn nằm trên bệnh viện cách ly. Và trong câu chuyện kể lại, ngày nào bà cũng hỏi ba của chúng con ở trên bệnh viện cách ly có khỏe không. Con ở nhà, bố mất rồi, nhưng mà vẫn không dám nói thật, bởi vì nói thật thì sợ mẹ hốt hoảng, rồi mẹ bệnh thêm, rồi mẹ qua đời làm sao. Thành ra lúc nào cũng nói dối, bố khỏe lắm, bố gửi lời thăm mẹ, nhưng mà thực ra bố chết rồi. Trong câu chuyện kể lại như vậy, bởi vì gia đình sợ nói thật, bà chịu không nổi. Ngày bà âm tính trở về gia đình cũng là lúc bà biết tin ông chết rồi. Đau đớn khi trở về nhà, mong muốn được gặp chồng, gặp con, thì lại là lúc bà nhận ra sự thật đau đớn là ông chết rồi. Cốt còn để ở trong nhà. Và trong câu chuyện kể lại là bà suy sụp hẳn, ra vào thơ tẩn một mình. Bà thường ngồi lặng hàng giờ trước tro cốt ông đọc kinh, rồi nước mắt ngắn dài. Ghe lui khỏi bến còn dầm, người thương đâu mất, chỗ nằm còn đây. Con cháu nhìn bà mà xót xa, tình nghĩa vợ chồng bền chặt khó khăn khi con cái còn nhỏ. Vất vả nuôi nấng con cái, nhất là trong thời kỳ khó khăn sau năm 1975, hai ông bà vất vả lo cho các con lớn lên. Rồi bây giờ con cái lớn lên lập gia đình, hai ông bà an nhàn một chút, thì bây giờ lại ông lại vội vàng đi trước bà. Trong câu chuyện kể lại, dường như ông sợ ly biệt. Con cháu nhìn mái tóc bà bạc trắng, nhìn dáng lưng còng liêu xiêu như ngọn cỏ úa vàng trong chiều sắp tắt nắng, ai cũng đau lòng. Câu chuyện kể lại, một tuần sau bà giờ âm tính rồi trở về, nhưng một tuần sau bà lại theo ông. Con cháu không thể nào kể hết được cái nỗi đau đớn mất cha tuần trước, bây giờ mới hơn 10 ngày sau thì mất mẹ. Câu chuyện kể lại, con cháu tề tựu chung quanh bà, quanh bà, nhưng bà vẫn quanh quất như tìm bóng hình ai. Bà vội về với ông, kéo ông trông. Con cháu vừa đọc kinh vừa thổn thức, bởi vì vành khăn tang cha đội chưa kịp ấm, bây giờ lại đội vành khăn tang tiễn mẹ. Thưa anh chị em, và đó là những câu chuyện thật. Đây là một câu chuyện một người gọi điện thoại cho tôi cách đây 3 năm khi cha mẹ họ qua đời. Họ xin đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ cha cầu nguyện cho bố con qua đời, rồi sau đó cha cầu nguyện cho mẹ con qua đời, rồi cầu nguyện cho chúng con. Thưa anh chị em, đó là một cảm nghiệm rất thực cách đây 3 năm mà rất nhiều người ngồi trong nhà thờ này chúng ta vẫn còn cảm nghiệm được, vẫn còn nỗi đau đớn trong gia đình mình. Nhưng chúng ta biết các ngài vẫn giờ đây đang sống bên Chúa. Nên tôi muốn mời gọi anh chị em trong thánh lễ này, mặc dầu là thánh lễ thêm sức, nhưng chúng ta hãy dâng các linh hồn trong luyện tội, nhất là các linh hồn người thân của chúng ta, nhất là các linh hồn qua đời trong cơn dịch bệnh mà năm nay kỷ niệm 3 năm cho Chúa, để xin Chúa đón nhận các ngài. Và tôi tin chắc rằng trong thánh lễ này có rất nhiều linh hồn được trở về với Chúa, trong đó có người thân của chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em
thân bằng quyến thuộc, ân nhân thân nhân. Thưa anh chị em, chia sẻ đôi điều với anh chị em và nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hay giáo dân, chúng ta chỉ có một bổn phận mà thôi. Nếu anh chị em để ý lời cầu nguyện nhập lễ tôi đọc lúc nãy, có những lời như sau: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Người chúng con đủ sức mạnh mà can đảm làm chứng cho tin mừng trước mặt người thế. Chúng ta chỉ có một bổn phận là làm chứng cho Chúa. Trong câu chuyện hai ông bà mà tôi vừa kể anh chị em, mặc dù hai ông bà chết không được lãnh các phép sau hết, không được cử hành lễ an táng tiễn biệt, nhưng hai ông bà đã sống cuộc đời nhân chứng cho Chúa, chu toàn bổn phận Chúa trao phó, giáo dục con cái theo luật Chúa và luật giáo hội. Điều đó mới là điều quan trọng. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, và xin anh chị em cũng thương cầu nguyện cho chúng tôi, để tất cả chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận Chúa trao phó. Giờ đây chúng ta tham dự nghi thức ban bí tích thêm sức với tất cả lòng tin tưởng cậy trong yêu mến của chúng ta. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Mở đầu nghi thức thêm sức là phần tuyên xưng đức tin. Các em lãnh nhận bí tích thêm sức giờ đây hiểu biết và chịu trách nhiệm về lời hứa rửa tội của mình. Nên trước khi lãnh nhận bí tích thêm sức, các em chính thức long trọng lặp lại lời hứa đó, để từ nay với ơn của Chúa Thánh Thần mà các em lãnh nhận một cách dồi dào ngày hôm nay sẽ là sức mạnh giúp các em làm chứng cho niềm tin của mình trong cuộc sống. Khi tuyên xưng đức tin, các em sẽ cầm nến cháy sáng, diễn tả niềm tin phải đưa đến một cuộc sống tràn đầy ánh sáng chân lý, lan tỏa hơi ấm tình thương và rạng rỡ niềm vui của tin mừng. Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, giờ đây trước khi con cái anh chị em lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy nhớ đến đức tin mà chính chúng ta hoặc cha mẹ và những người đỡ đầu đã tuyên xưng cùng với Hội Thánh trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Vậy tôi hỏi anh chị em, cha hỏi chúng con: các con và anh chị em có từ bỏ ma quỷ mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con và anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không? Các con và anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Các con và anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, con cái của anh chị em sẽ được lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không? Các con và anh chị em có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hành diện tuyên xưng niềm tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nghi thức thêm sức gồm hai phần chính: đặt tay và sức dầu thánh. Nghi thức đặt tay ban chính Chúa Thánh Thần và những hồng ân của Ngài xuống trên người lãnh nhận. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những người con của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích thánh tẩy.
để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho họ nên vững mạnh và sức giàu, làm cho họ nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Các em lãnh bí tích thêm sức cúi đầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh những người con của Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Giờ đây lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban tràn đầy thần trí làm cho họ biết kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức là việc sức dầu thánh trên chén thụ nhân, để họ lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, một ấn tín không bao giờ xóa nhòa được. Việc sức dầu thêm sức ban cho người Kitô hữu sung mãn ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ làm cho người nhận lãnh trở thành người Kitô hữu hoàn thiện, trung thành theo bước Chúa Kitô. Sau khi sức dầu thánh, Đức Giám Mục sẽ chạm tay vào mỗi người như biểu lộ sự tín nhiệm và sai đi làm chứng cho Đức Kitô. Người đỡ đầu sẽ đặt tay phải trên vai người lãnh nhận bí tích. Việc đặt tay này nói lên trách nhiệm của người đỡ đầu với con thiêng liêng của mình trước mặt vị đại diện hội thánh và cộng đoàn. Kính mời cộng đoàn ngồi. Augustino hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Anna hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Phêrô hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Sớt chia buồn vui
Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. Phẩm thần linh như sương long lanh trên nụ hồng nhỏ bé, người cho lớn lên người to ngất ngưỡng thắp ngọn đèn đấm bên trong hồn phim đàn đào rung hết yêu thương. Thank you.
tặng phẩm thần linh ban cho nhân gian, ôi tặng phẩm vô giá. Từ trong trái tim thầm nói với ta, tiếng dịu dàng tha thiết vô vàn, tiếng gọi nhìn lên Đức Kitô. Xin Chúa ban thành thần, xin Chúa ban thành thần. Người đến biến đổi chúng con nên những người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời. Xin khóc lên
Kính mời anh chị em đứng. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa các tín hữu và giúp những ai tin Chúa sống trọn vẹn đức tin, đức cậy và đức mến. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo sự hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết luôn dẹp bỏ mọi bất hòa, sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết mở rộng cõi lòng của mình để đón nhận sự trợ giúp cùng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong việc lắng nghe và thực hành lời Chúa, ngõ hầu trở nên xứng đáng là những người con của Thiên Chúa. Xin Chúa ban lời chúng con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, luôn được vững vàng trong đức tin, bền đổ trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến, để có thể trở nên là những chứng nhân cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Xin Chúa dẫn đức tin và nâng đỡ đời sống tinh thần những đứa con đỡ đầu của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho các cha mẹ đỡ đầu biết dùng lời nói và gương sáng mà giúp những người con đỡ đầu của mình luôn tiến triển trong đời sống tin cậy mến. Chúa ban lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ và muôn nhờ các ngài và những người kế vi mà ban Thánh Thần cho toàn thể các tín hữu. Xin cho tâm hồn các tín hữu hôm nay cũng được ngập tràn những hồng ân đã tác động nơi hội thánh lúc khởi sự rao giảng tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
sáng ngời. Lạy Chúa, Thầy con đến để cùng kính dâng về Chúa. Này bánh trắng rượu nhỏ lạy, này thơm ngát hương ruộng đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm nghiệp bởi tay Cha để ta tôn công tôn vinh Thánh Chúa và mưu nguyện cho chúng con hoàn thành hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các nghĩa từ Chúa đây bằng chính tình yêu Chúa đã dành cho con một Chúa. Chúa cũng đã ghi dấu thanh gia trên trang họ và sức dầu ban thanh thần cho họ. Họ sẽ hiệp với Đức Kitô để dâng mình cho Chúa. Xin cho họ ngày càng biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa ban những ân huệ thích hợp cho mọi thời đại và dùng nhiều cách thế la lùng để hướng dẫn hội thánh. Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa hằng nâng đỡ hội thánh để hội thánh luôn trung thành vâng phục Chúa. Nhờ đó khi gặp thử thách, hội thánh không ngừng khấn cầu Chúa. Lúc an vui, hội thánh không ngớt dâng lời cảm tạ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời từng ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, Đức cha phụ tá Giuse và toàn thể giáo sĩ. Lạy Chúa, xin ban ơn phúc xuống trên các con cái Chúa đây, là những người đã được tái sinh trong bí tích thánh tẩy và vừa được Chúa Thánh Thần thánh hiến và ban thêm sức mạnh. Xin Chúa cũng chúc lành và ban ơn trợ giúp cho cha mẹ và những người đỡ đầu, cùng tất cả chúng con luôn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần mà sống chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn trong luyện tội, cách riêng các linh hồn người thân của họ lãng quên, các linh hồn mỗi người trong chúng con có ý cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Đặc biệt xin nhớ đến các linh hồn những người xin lễ hôm nay, các linh hồn trong nhà chờ phục sinh, các linh hồn qua đời trong cơn dịch bệnh mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con, Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin vái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
rộn ràng như soi mơ, lòng con dâng ngập bao ý thơ, vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người, đem lòng mến tỏ con mọi người, đem tình Chúa thương yêu thương ta vào đời. Những ân tình Chúa dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban cho những người yêu mến Chúa bao ân huệ phong phú của Chúa Thánh Thần, và Chúa cùng ban cho họ sự sống dồi dào của Chúa khi cho họ chia sẻ mình và mẫu thánh Đức Kitô. Nay Chúa đã tăng thêm sức mạnh thiêng liêng cho họ, xin cùng giúp họ sống giữa thế gian như những con cái Chúa, những người được mời gọi sống tự do.
xin cho họ đem cả cuộc đời Kitô hữu làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Giám mục Phụ tá Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn an tọa, các em lãnh nhận bí tích thêm sức đứng. Giờ đây một vị đại diện giáo xứ có đôi lời cảm ơn Đức Cha và quý cha đồng tế. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa cha Vinh Sơn, quản hạt xóm mới. Kính thưa cha Chánh sứ Giuse, cha phó Francisco và quý cha khách. Kính thưa quý thầy, quý sơ, quý anh chị giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay giáo xứ Hà Đông chúng con rất vui mừng được đón tiếp Đức cha Giuse, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn đến thăm một vụ giáo xứ chúng con và ban bí tích thêm sức cho 91 con em của chúng con trong giáo xứ. Thông qua việc đặt tay và sức dầu thánh của Đức Giám mục Phụ tá mà con em của chúng con được tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần. Giờ đây con xin phép thay mặt cho hội đồng mục vụ giáo xứ cùng quý phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu của các em được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay để nói lên lời tri ân và cảm tạ trong ngày trọng đại này. Trước nhất chúng con xin dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ Hà Đông có thêm được 91 em lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhờ sự chịu thương, chịu khó học tập của các em, qua sự dạy dỗ tận tình của quý thầy, quý sơ và các anh chị giáo lý viên, lại được dưới sự chỉ bảo và hướng dẫn của cha chánh xứ và cha phó, các em đã hội đủ xứng đáng lãnh nhận bí tích thêm sức. Kế tiếp chúng con xin cảm ơn tới Đức cha Phụ tá Giuse đã đến với giáo xứ chúng con để thăm viếng mục vụ và ban bí tích thêm sức. Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin tri ân và kính chúc Đức cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp theo chúng con xin cảm ơn cha Vinh Sơn, quản hạt xóm mới, cha Chánh sứ Giuse, cha phó Francisco cùng quý cha đồng tế đã hiệp dâng thánh lễ, giúp cho thánh lễ hôm nay thật long trọng và sốt sắng. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác nơi cha quản hạt, cha Chánh sứ và cha phó và quý cha khách. Trong thánh lễ hôm nay, chúng con cũng rất vui mừng trước sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý anh em, quý anh chị giáo lý viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn cộng đoàn đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho con em của chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Cũng xin cảm ơn ban truyền thông giáo xứ góp phần lưu giữ những hình ảnh đẹp, thánh thiện của các em trong ngày lễ trọng đại này. Xin Chúa trả công bồi hậu cho toàn thể quý vị. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn và thể hiện những lời chúc mừng chân thành của chúng con tới Đức cha Phụ tá Giuse, chúng con xin dâng lên những bó hoa tươi thắm. Chúng con kính mong Đức cha Phụ tá vui đón nhận. Chúng con xin chúc mừng. Sau đây xin Đức cha có vài lời với cộng đoàn chúng con.
Mời chúng con ngồi. Trước hết, như con nói trong bài chia sẻ, xin thay lời cho Đức Tổng Du Sa cảm ơn cha sứ, cha phó, quý chức hội đồng giáo sứ, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Con dâng bó hoa trên bàn thờ của Thánh cả Du Sa để thay cho anh chị em, dâng gia đình, những người thân yêu trong gia đình của anh chị em, những người hiện diện trong thánh lễ hôm nay, cũng như những người vắng mặt trong gia đình, dâng trên bàn thờ Đức, bàn thờ Thánh cả Du Sa, nhất là những người bệnh tật và cả yếu đuối. Ngoài ra, con cũng xin nhắn gửi hai điều mà Đức Tổng Du Sa nhắn gửi quý cha và anh chị em. Điều thứ nhất, Đức Tổng Ngài xin quý cha và anh chị em tiếp tục lưu tâm đến việc học hỏi và suy niệm lời Chúa, nhất là trong các đoàn thể, nhất là tại các gia đình. Xin cha mẹ và những người có trách nhiệm xin lưu tâm đến việc này để giúp cho con em chúng ta và chính chúng ta nữa, chúng ta có bổn phận sống theo lời Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Điều thứ hai mà Đức Tổng nhờ tôi nhắn gửi đến anh chị em, đó là chúng ta giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh tại gia đình mình, giáo xứ mình, rồi ngoài xã hội, bằng việc chúng ta không xả rác, hoặc chúng ta phân loại rác, hoặc chúng ta giữ gìn môi trường không có ô nhiễm. Chẳng những ô nhiễm trong đời sống tự nhiên mà còn ô nhiễm trong đời sống đức tin nữa. Xin anh chị em lưu tâm đến hai điều mà Đức Tổng nhắn gửi anh chị em. Ngoài ra, tôi cũng có hai lời thơ để chúc mừng giáo sứ, cha phó và đồng thời chúc mừng các em vừa lãnh nhận. Bài thơ thứ nhất, chiều nay thêm sức xứ Hà Đông, ngày vui giáo sứ bao ước mong, ai cũng mặt đẹp cười rạng rỡ, ông bà cha mẹ vui trong lòng, thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng, giáo dân dự lễ thiệt là đông, chúc mừng quý cha và giáo sứ, chúc mừng chúng con ngày lễ hồng, chúc mừng tất cả mọi người trong chúng ta. Bây giờ có một bài thơ tặng riêng cho chúng con, phải không? Ngày hôm nay là chúng con là đẹp nhất, bởi vì chúng con được Chúa Thánh Thần thánh hiến. Ngày thêm sức con là xinh nhất, Chúa đổ tràn ơn thánh thiêng liêng. Chúng con ai cũng thật duyên, áo quần tươm tất cười hiền dễ thương. Chúc con mãi ngát hương nhân đức, sống theo ơn Đức Chúa Thánh Thần, trở nên nhân chứng phúc âm, con ngoan trò giỏi, ân cần yêu thương. Cha chúc mừng chúng con. Hơi hết rồi, thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa gìn giữ che chở anh chị em. Giờ đây kính mời anh chị em đứng, chúng ta lãnh nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã tái sinh anh chị em bởi nước và Thánh Thần, cho anh chị em trở nên nghĩa từ. Xin Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh chị em luôn sống xứng đáng với tình thương của Người. Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, đã cử Thánh Thần chân lý đến ở cùng hội thánh. Xin Người chúc lành và ban sức mạnh Thần Linh giúp anh chị em kiên vững tuyên xưng đức tin. Chúa Thánh Thần đã đốt lên ngọn lửa yêu mến nơi tâm hồn các môn đệ. Xin Người chúc lành ban ơn hiệp nhất và dâng đưa anh chị em vượt qua mọi trở ngại đến hưởng niềm vui trong nước Thiên Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
chưa ngài.